Con xin kính chào quý cụ, quý ông bà cùng tất cả anh chị em. Chúng ta tiếp tục bài thứ 16 trong 36 bài học giáo lý dự tòng. Xin Chúa ban tràn đầy thánh thần để cho chúng ta yêu mến Chúa, hiểu biết Chúa hơn, yêu mến Chúa nhiều hơn. Bài thứ 16 với tựa đề tôn trọng sự sống, sống trong sạch. Có hai ý, thứ nhất là tôn trọng sự sống và thứ hai là sống trong sạch. Số 1 La Mã, lời Chúa: anh em đã nghe luật người xưa dạy rằng chớ giết người, ai giết người sẽ bị đưa ra tòa. Còn thầy bảo cho anh em biết, ai giận anh em mình thì cũng đáng bị đưa ra tòa rồi. Nếu như ngày xưa, luật ngày xưa cũng đã dạy chúng ta là không được giết người. Còn ngày hôm nay Đức Giêsu còn dạy chúng ta là còn không được phép giận người khác nữa cơ. Đấy. Cái tội tôn trọng sự sống ngày hôm nay liên quan tới vấn đề phá thai. Chúng ta có thể giết người thì chúng ta không có, nhưng mà phá thai thì nhiều gia đình chúng ta cũng có nguy cơ phạm phải cái tội này. Số 2 La Mã, trình bày điều răn thứ 5, thứ 6 và thứ 9 dạy ta những gì. Thưa, dạy ta quý trọng sự sống thể xác, tinh thần và siêu nhiên của mình và của người khác. Điều răn thứ 5, chớ giết người. Thứ 6, chớ làm sự dâm dục. Thứ 9, chớ muốn vợ chồng người. Dạy cho chúng ta tôn trọng sự sống thể xác và tinh thần của chúng ta cũng như là của người khác. Số 1, tại sao chúng ta phải tôn trọng thể xác và sự sống? Thưa, vì thân xác là kỳ công Thiên Chúa, là đền thờ Chúa Thánh Thần và ngày sau sẽ được sống lại. Chúng ta phải tôn trọng thân xác chúng ta bởi vì thân xác chúng ta là đền thờ của Chúa và ngày sau sẽ được sống lại. Còn sự sống đời này là ân huệ quý giá nhất trong phạm vi tự nhiên Chúa ban cho loài người. Mất của còn làm ra của khác bù lại, chứ mất người, mất mạng sống là mất vĩnh viễn, không bao giờ có thể lấy lại được. Chúng ta phải tôn trọng sự sống vì sự sống là ân huệ Chúa thương ban. Mất của thì còn có thể bù lại được, chứ mất sự sống là mất vĩnh viễn. Nên là chúng ta phải tôn trọng thân xác, tôn trọng sự sống. Số 2 nhỏ, để tôn trọng thân xác và sự sống ta phải làm gì? Thưa, ta phải bồi dưỡng, trau dồi sức khỏe. Chúng ta không được làm hại đến thân xác chúng ta. Tránh những gì gây hại cho sức khỏe như việc quá độ, làm việc quá độ, nghiện ngập say sưa hủy hoại thân thể. Nghiện ngập say sưa hủy hoại thân thể thì cũng là cái điều mà phạm đến điều răn thứ 5. Tức là phải tôn trọng thân xác và sự sống. Làm hao tổn sức khỏe người khác như đánh đập, bắt cóc người ta, xúi dục kẻ khác làm thiệt hại người ta. Lái xe trong tình trạng say rượu, say tốc độ, làm ô nhiễm môi trường, lao mình vào nguy hiểm khi không đủ lý do chính đáng. Tức là tất cả những cái việc gì mà ảnh hưởng đến sức khỏe của thân xác cũng như là tinh thần của chúng ta và của người khác. Số 3, để tôn trọng sức khỏe tinh thần và siêu nhiên ta phải làm gì? Thưa, ta phải nuôi dưỡng những tâm tình cao đẹp, vị tha, bác ái, khoan dung, nhân hậu. Để tôn trọng sự sống thì chúng ta cũng phải sống vị tha, sống bác ái, sống khoan dung, sống nhân hậu. Phát triển tài năng, trau dồi nghề nghiệp, ăn mặc nết na, đoan trang, thái độ lịch duyệt. Chúng ta cũng phải ăn mặc cho nó đàng hoàng. Tôn trọng thân xác thì vậy, thân xác cũng phải đẹp. Rồi học hành giỏi giang, trau dồi nghề nghiệp, vân vân. Tránh những tư tưởng bất chính, giận hờn, ghen ghét, oán thù, dâm mô, những lời nói sàm sỡ, thiếu đứng đắn. Tránh đọc viết phổ biến những báo chí phim ảnh xấu, tránh làm những điều vô luân. Bên cạnh đó là những cái gì xấu xa ảnh hưởng tới thân xác và tâm hồn thì chúng ta cũng phải tránh. Để tôn trọng thân xác thì phải làm cho thân xác của chúng ta trong sạch, linh hồn của chúng ta cũng phải là thánh thiện. Số 4, những ai phải sống trong sạch? Thưa, mọi người đều phải sống trong sạch, hiểu theo nghĩa luân lý đấy, tức là sống đạo đức, thanh sạch, không phải là cướp của, giết người, ngoại tình, tham lam. Tất cả những cái điều đó làm cho thân xác và linh hồn của chúng ta mất đi sự thanh sạch. Người đi tu sống bậc độc thân để thuộc trọn về Chúa, họ là những dấu chứng trần gian về cuộc sống đời sau, nơi người ta không còn dựng vợ gả chồng như ở trần gian này nữa. Những người sống bậc tu trì như chúng con là sống độc thân, tức là hiến trọn cuộc đời cho Chúa, không có chia, không có, tức là không có sự chia sẻ, hiểu theo nghĩa là nó bị phân tán. Nhưng mà như là đời tu của tất cả chúng em chúng con đó là chỉ yêu một mình Thiên Chúa là số 1 thôi. Dĩ nhiên cũng phải yêu tha nhân, nhưng mà tình yêu vợ chồng thì nó lại có một cái sự chia sẻ lớn.
Đối với đời sống độc thân của anh em chúng con thì dành chọn cho Chúa mối tình của mình. Người sống đời đôi bạn cũng phải sống trong sạch, trung thành với bạn mình, tôn trọng nhau trong quan hệ vợ chồng đúng đắn, tạo bầu khí yêu thương, cởi mở, thanh khiết trong gia đình, chuyên chăm lao động. Người sống bậc gia đình thì cũng phải sống khiết tịnh thôi, không có được lăng nhăng, ngoại tình, vân vân. Nhưng mà chúng ta là một vợ, một chồng và yêu thương nhau trọn đời. Số 5, phương thế siêu nhiên để sống trong sạch, tham dự bí tích, nhất là bí tích giải tội và thánh thể. Chúng ta thường xuyên xưng tội và rước lễ để giữ tâm hồn trong sạch. Yêu mến Đức Trinh Nữ Maria, tham gia hoạt động tông đồ là những phương thế siêu nhiên rất hiệu nghiệm giúp chúng ta sống trong sạch. Siêng năng tham dự thánh lễ, xưng tội rước lễ, rồi làm những cái công việc bác ái cũng là giúp cho chúng ta giữ được tâm hồn chúng ta được thanh sạch. Số 3, La Mã bài học hỏi điều răn thứ 5, thứ 6, thứ 9 dạy chúng ta những gì? Thưa, điều răn thứ 5, thứ 6, thứ 9 dạy ta quý trọng sự sống thể xác, tinh thần và siêu nhiên của mình và của người khác. Dạy cho chúng ta tôn trọng thân xác, tôn trọng sự sống, tôn trọng tâm hồn, tôn trọng linh hồn chúng ta. Hỏi tại sao ta phải quý trọng sự sống thể xác? Thưa, vì thân xác ta là kỳ công của Thiên Chúa, là đền thờ thánh thần và là ngày sau sống lại. Thân xác của chúng ta là Chúa dựng nên chúng ta phải tôn trọng, và là đền thờ của Chúa Thánh Thần, và ngày sau thân xác chúng ta cũng sẽ được sống lại. Hỏi tại sao ta phải quý trọng sự sống siêu nhiên? Vì Chúa phán được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì nào được ích gì. Chúng ta tôn trọng sự sống ở trần gian này, và chúng ta cũng tôn trọng sự sống đời đời, để chúng ta sống là chuẩn bị cho cái sự sống mai sau. Số 4, La Mã thái độ sống. Tôi quyết chăm sóc cả sự sống thân xác, sự sống tinh thần và sự sống siêu nhiên để xứng đáng với lòng yêu mến, với lòng Chúa yêu tôi, và để được sống hạnh phúc nơi quê thật trên trời. Khi ở trần gian này, chúng ta cũng phải tôn trọng thân xác, tôn trọng sự sống ở trần gian này, và chúng ta cũng phải chuẩn bị cho sự sống siêu nhiên, đó là sự sống mai sau, làm nhiều việc lành phúc đức và thờ phượng Thiên Chúa. Số 5, La Mã cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa dạy con tôn trọng sự sống thể xác và linh hồn. Xin cho con biết quý trọng cả sự sống đời này và đời sau. Xin cho con biết quý trọng cả sự sống đời này và đời sau. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, quan điểm đạo đức của con đó là thờ phượng Thiên Chúa và thực thi lòng bác ái, tức là mến Chúa và yêu người. Vì thế xin quý ông bà và anh chị em tiếp tục đồng hành với con trong việc chia sẻ lời Chúa mỗi ngày, học hỏi giáo lý mỗi ngày và thực thi lòng bác ái. Như là con đã chia sẻ với quý ông bà và anh chị em, con vừa thực thi lòng bác ái ở biên giới Việt Nam và vừa thực thi lòng bác ái bên Campuchia. Chúng ta, mỗi người chúng ta tùy khả năng Chúa ban, chúng ta chia sẻ một chút để chúng ta vừa yêu mến Chúa và vừa yêu anh chị em. Con xin hết lòng cảm ơn quý ông bà cùng tất cả anh chị em.